1, 2, 3. Những ngày đầu năm Mậu Tuất, mặc dù thời tiết giá lạnh nhưng vẫn có rất đông du khách đến khu du lịch ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La để du xuân ngắm cảnh. Mộc Châu nổi tiếng với những cánh đồng hoa cải, vườn hoa mận, hoa đào. Hiện tại, đồi chè Trái Tim ở thị trấn nông trường Mộc Châu được nhiều người lựa chọn là điểm đến trong chuyến du xuân đầu năm lên cung đường vùng núi Tây Bắc. Vài năm trở lại đây, địa điểm này trở nên hấp dẫn du khách thập phương bởi khung cảnh đặc trưng của vùng núi cao, đặc biệt có khu đồi chè được cắt tỉa, trồng theo hình trái tim, tạo những bức ảnh đẹp mắt. Một điểm ấn tượng hơn là vào dịp cuối tuần, rất đông trẻ em người dân tộc thiểu số đến các khu du lịch, tạo dáng chụp ảnh với khách du lịch, khiến rất nhiều người ngạc nhiên thích thú. Con tên là gì? Con tên là Đua. Con này bao nhiêu tuổi? Con 11 tuổi. Thì con có hay ra đây để thổi sáo cho mọi người nghe không? Chỉ thứ bảy chủ nhật con mới ra. Thế còn trong quần con đi đâu? Đi học. Con học ở đâu? Học ở trong bản. Thế con biết đây là cái gì? Con giới thiệu về cái đây con này. Đây là khen. Con biết thổi khen lâu chưa? Rồi. Ai dạy con? Bố. Ừ, con thử, con biết thổi những bài gì? Bài mùa xuân. Mùa xuân á? Con thổi cho chúng nghe một đoạn được không? Những em nhỏ người bản địa này chủ yếu là dân tộc Mông, có độ tuổi từ 8 đến 13 tuổi. Thường rủ nhau đi theo từng nhóm, các em mặc trang phục truyền thống, có thể thổi kèn, sáo và tạo nhiều dáng nếu khách du lịch muốn chụp hình chung. Có một số người e ngại các em vòi tiền của du khách, nhưng cũng có không ít người sẵn sàng chụp hình với các em nhỏ. Mặc dù sẵn sàng chụp giúp du khách những tấm hình đẹp, lạ, nhưng tuyệt nhiên những em bé này không hề vòi tiền của du khách. Các em chỉ vui vẻ nhận lì xì hoặc mừng tuổi khi được yêu thích. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.